Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bước chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video hôm nay em muốn giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là dàn nóng điều hòa hay còn gọi là két nóng của xe Mitsubishi Pajero P3233 từ đời 1998 đến 2000. Với cái dòng sản phẩm này thì hiện tại trên thị trường thì bên em đang cung cấp ra là cái sản phẩm hàng liên doanh cao cấp. Anh em có thể nhìn này, với cái dàn này đời xe trên 2000 thì là sử dụng 100% là dàn lan cuốn đây ạ. Anh em có thể nhìn cái nước sơn cực kỳ chuẩn luôn ạ. Đó, bởi vì đây là dàn liên doanh cao cấp nên anh em nhìn này, không hề một tí vết gì luôn. Đây, tất cả những cái ốc này còn nguyên bởi vì là bên trong người ta có lén khí để bảo quản cho cái dàn nó được bền đấy ạ. Dàn thì được thiết kế 100% là từ nhôm nha anh em nhé. Các tép nhôm đan xen kép vào với nhau tạo thành một khuôn. Cái chiều để chúng ta dàn nóng thì nó cũng như các dàn nóng thông thường, nó sẽ có hai đầu, một đầu đường cao và một đầu đường hạ. Đây anh em có thể nhìn này. Em xin lỗi, một đầu đường cao, một đầu đường phin. Đây. Và cái dàn này nó sẽ có kích thước là 60, dài 64, ngang 36. Đó. Đây là các cái tai để chúng ta bắt vào chỗ giá két nước này. Đấy. Niêm phong chuyển để chuẩn bị chuyển cho khách ạ. Đó. Em vừa giới thiệu sơ qua tới anh em cái sản phẩm, đó chính là dàn nóng điều hòa của xe Mitsu V3233. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy để lại số điện thoại ở phần comment, bên em sẽ liên hệ lại và hỗ trợ tư vấn cho anh em, hỗ trợ kiểm tra tư vấn lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Tam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong những video kế tiếp. Em xin chào.